Hello mọi người, hôm nay thì mình sẽ làm về khẩu D.E Inferno, cover cận chiến đó là Kukri Inferno. Và cây Kukri này thì chúng ta mang theo làm màu thôi, chứ thực ra bản thân của cây D.E đã có cận chiến riêng của nó rồi. Nhưng mà mình muốn sự xông kiếm hợp bích giữa hai vũ khí này. Đấy, làm gì đây? Dạo gần đây thì mình hay làm C4 và mình quyết định phải chuyển qua làm trên bài vài clip để cho anh em có thể thưởng thức những cái điều tinh túy trong chế độ zombie. Đây rồi, cứ xem mãi C4 thì nó buồn quá. Rồi, cái gì đấy? La liếm một tí thôi mà, làm gì mà căng vậy? Nó ba con bọc đầu, không biết đường nào mà lần. Từ từ thôi bạn ấy, còn có 2.500 máu. Em phải làm sao đây? Em phải sống sao bây giờ? Tôi phải quan sát anh em ạ. Úi dồi, đồng thế. Rồi mới giết được một con thôi. Y rằng một mả nó lao vào nó dằn mặt. Bình tĩnh thôi. Úi sao phòng này nó nhiều hủy diệt đấy nhở? Không thì người được. Rồi thôi xong, gãy. Gãy. Rồi, hủy diệt nhiều quá. Không đủ được. Mình đã cố gắng chạy nhưng nó cào một phát nên bị rớt xuống ấy. Không thể người được. Gắt quá. Còn đấy nó ăn gì mà nó khỏe như con bò ấy. Nó chết mãi không chết anh em ạ. Lần sau cho mình sẽ chơi hero súng để chạy cho nó đơn giản hơn. Cứ cầm hero đao chạy khó quá à. Hero súng thì chúng ta vừa chạy vừa bắn thì nó sẽ cản được zombie. Cứ còn chúng ta chạy không thôi thì nó không cản được. Cái bước chân của chúng ta nó không gây sát thương anh em ạ. Nó mà gây sát thương thì tuyệt vời. Đây rồi. Đi đâu? Sao lại AFK thế này? Trời ơi, thằng nào ném cái quả bom trứng thối hay sao ấy. Dạo gần đây thì VNG suýt đọc nhầm Tencent. VNG đã cho ra những cái quả trứng thối là chất bẩn mưa ạ. Chết nhanh vậy. Rồi. Ôi. Thôi cái bài nó cái lạc trôi thế này. Không biết đi đâu về đâu luôn ạ. Đây là con mồi cận chiến. Của tao mà. Cái điện mới. Tự dưng quả bom nó đâm mất cái cận chiến. Khốn nạn thật đi. Cái khẩu súng nó tự bóp dài mình. Rồi anh Tơ, anh muốn thể hiện thái độ lợi lõm. Rồi sao lại vào đầu thế này? Cố dí vào chân rồi. Nó cứ từ chân nó nhảy lên đầu ạ. Không biết em phải làm sao ấy. Cái khẩu này không biết có cái gì mà tự dưng nó nhảy lên đầu. Đó là tâm đuổi thì chỉ vào người thôi. Sao lại vào đầu được nhỉ? Ý. Lượn như người say rượu mày. Lượn như ngộ rồi. Sao lại mất giáp thế này? Bọn nó cào xa thế. Chắc mình bị lag. Các bạn thấy cái quả ném bom không? Đến tận 2-3 giây sau mình mới ăn được kill. Bắt cả nồi. Rồi, tường bom cái gì? Nghĩ gì tường bom? Để nên tao phải ăn được mày. Rồi, trời ơi, di xuống chân muộn quá. Đến lúc mình di xuống chân thì mình bắn vào đầu con mẹ rồi. Đây rồi. Ui, thôi. Nó chắc là phải biến thôi. Úi dồi. Bố lừa tình đấy. Ai hí hí. Tưởng đấy mật. Mơ đấy mà húp. Điên. Cứ tưởng mình lao đầu vào là mình cho ăn cơ. Thế đây nào. Mình biến luôn. Ê, làm gì? Làm gì? Mình nghĩ lại cái quả đấy nó hài vãi anh em ạ. Thế đấy nào. Tôi thấy mình biến cái nó lui ra luôn ạ. Sao cái khoảng cách giữa người và khoảng cách giữa hero nó khác nhau ấy nhở? Biến một cái nó cách xa 100 mét. Lúc chưa biến thì nó xồn ý. Nó lao lại nó cắn. Khó hiểu. Rồi bài hơi bị ít chứ nhở. Ở đâu cũng nhiều mà, nhưng nhiều đến những phút cuối thôi. Ui rồi, tôi xong rồi. Sao lại làm tơ thế này? Cái số phận nó hẩm hiu thế nhở? Không sao. Vượt qua số phận. Rồi, Gì đây? Úi dồi, thằng này nó cầm cái khẩu gì đó. Chạy đâu? Úi dồi, chạy đâu? Rồi tôi xong. Gãy. Gãy chưa? Đây rồi, đây rồi. Để mình hồi một tí máu đã. Rồi các bạn sẽ được chiêm ngưỡng những cái móng tay huyền thoại. Một phát. Úi dồi, không trúng này. Không xong rồi. Chắc mình sẽ bay lên như một vị thần. Anh em đâu lên trước đi. Trời ơi, nó bắn mình gần chết luôn này. Mới hồi được một tí máu. Bị mệnh nữa. Có hero luôn rồi. Rồi mình sẽ cân hero. Dồn này. Ăn được tao à? Khó lắm. Tối ngày bắn gì? Sao lên tay? What the fuck? Bắn dom à? Ô, tự nhiên. Từ từ bắn nè. Để mình hiếp mấy cái con thế này đã. Rồi ra băm C4 với bạn. Vâng, bạn Mỹ Kim đang hạ mình chơi C4. Úi dồi. Úi dồi. Ý. Biến này. Tơ mà cái kiểu solo như thế thì khó. Ở những trận đầu thì toàn làm người đi bắn dom rất là phê. Nhưng càng đến những trận cuối thì chúng ta lại được cầm zombie và đi cào người. Thế là mình lại té sang phòng khác thôi. Cái trận gì đâu chán ngắt đâu mà. Úi dồi ôi, cover không được rồi. Ai thì nhấp nháy rồi, vẫn cố cào được ý. Thì đây, rồi. Ôi, sao ấn nút nhảy không nhảy nhở? Thật là hư cấu quá đi à. Nhưng không sao, đối phương vẫn không nhận biết được mình đang ở đâu. Ây da, thiệt là khổ quá đi mở. Rồi, mình thấy nó lượn vào đây mà. Ơn rồi, hủy diệt đâu rồi. Rồi có hero. Chật trời người rơi. Vâng, cố gắng cận chiến nào. Mình sẽ ăn được con AFK này. Úi dồi ôi, nhấp nháy đôi kia. Con lợn này. Bố mình phải ăn được. Ý, ăn tất. Ăn tất và ăn cả đất xung quanh. Thế thôi. Còn 6 kill rồi. Làm gì mà căng vậy. Úi dồi ôi. Làm gì? Làm gì? Cái phòng mà ít hủy diệt ấy thì mình sẵn sàng cân tim. Rồi. Rồi lõm lại bay bay nhảy nhảy. Lao lên luôn. Lung linh thì chúng ta hãy lên luôn đi. Đừng có lồi lõm làm gì. Một chơi như kiểu nhảy vũ điệu cha cha cha. Một bước tiến một bước lùi. Khi nào mới giết được. Rồi hai con đấy. Lao vô. Trời ơi, nó thấy hai con rồi. Nó sồn sồn ý. Các con kia nó kiểu như là AFK rồi. Bạn đừng có tin tưởng nó làm cái gì. Chạy đâu? Chạy đâu? Chạy đâu? Bất lực, tự nhiên bất lực. Bất lực. Đâu rồi? Đây rồi, con này thì nó AFK thôi. Clear team 10 kill. Gắt không các bạn? Khi mà phòng ít hủy diệt ấy thì cái việc mà clear team nó rất đơn giản thôi. Còn cái phòng mà đông hủy diệt thì nó rất là khó. Trừ phi mà chơi theo kiểu lừa tình ấy. Mà cũng không được. Tại vì hủy diệt, cái trận trước thì hủy diệt nó đi theo bầy, theo đàn. Nên mình không thể ăn lẻ được. Rồi lại zombie. Cái số phân nó khốn nạn đấy nhở. Đi vùng nào nó cũng zombie. Thôi mình sẽ chơi nốt trận này rồi nghỉ thôi. Dám zombie thế này. Bọn kia thì thằng này thẩm du, thằng này quay tay. Không biết đường nào mà lần. Rồi gãy. Chạy như thế là gãy rồi. Còn gì đấy. Từ từ bạn ấy. Để mình lên. Mình cào thằng này. Rồi có giáp luôn. Tuy nhiên đi săn nhưng vẫn chết. Ở đâu rồi? Thằng này tốc biến đâu. Úi dồi. Úi dồi, thằng này tốc biến kìa. Úi dồi. Cái gì mệnh. Anh em thằng này xem thằng này tốc biến không ạ? Vai xoài. Vai xoài. Ăn kêu chùa này. Bây giờ ăn kêu chùa là đến lúc phải chết rồi bạn này. Không thể sống được đâu. Ôi trời ơi, bác cua này. Yêu lắm cơ. Này thì bác cua này gãy chân chưa. Rồi lại cái thằng tốc biến này. Cái định mệnh. Đâu rồi? Rồi tôi là ai? Ơ, thằng này lượn hơi bị ghê nhở. À, con lợn này mình lượn. Rồi. Cơ bản là tốt, nó tốc biến rồi đấy. Nó chạy đâu rồi? Nó có thể tốc biến đấy em ạ. Quay rồi. Cơ bản là thằng này tốc biến thôi. Mình muốn dã thằng này quá. Hiếp đó là hiếp đó. Ôi trời. Cái định mấy. Chết cả hai thằng. Cái tội tham kill mà. Mình biết rồi, nhưng mình vẫn cố ăn thôi. Thế giờ mình sẽ kết thúc clip tại đây. Bye bye mọi người. Gặp tự nhiên tốc biến ghê quá, cào không được. Từ bên này nó nhảy sang bên kia thì bố thằng nào sơi được nó.